Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Lenita Toivaka cùng đoàn doanh nghiệp Phần Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết năm 2015, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt trên 322 triệu đô la Mỹ, tăng 24,7% so với năm 2014. Đặc biệt là mới đây, Phần Lan ủng hộ EU trao cho Việt Nam quy chế kinh tế thị trường, không ủng hộ việc áp đặt thuế chống bán phá giá lên giày mũ da của Việt Nam xuất vào EU. Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Lenita Touvikka cũng cho biết 18 doanh nghiệp Phần Lan sang Việt Nam lần này hoạt động trong bốn lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ sạch, truyền thông với mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, xúc tiến thương mại để hai bên có cơ hội tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và chuẩn bị khai thác tốt hiệp định thương mại tự do trong tương lai gần giữa Việt Nam và EU, trong đó Phần Lan là một thành viên cũng trong dịp này hai bên thống nhất triển khai hai dự án Mini SCADA, phát triển lưới điện thông minh tại miền Trung Việt Nam bằng nguồn vốn vay ODA do Phần Lan tài trợ.